Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Em, chẳng phải đã chết rồi sao? Ấy, chuyện của em nói ra thì dài lắm. Thế nhưng như mọi người thấy đấy, em thật sự là vẫn còn sống. Vãi trưởng, không ngờ khi còn sống, ông đây lại còn có cơ hội được tham dự tang lễ của chính mình. Phải chụp một tấm để làm kỷ niệm mới được. Hân khả anh trở về rồi. Khải hiểu, anh bình an vô sự thì tốt quá. Chào mừng trở về. Hân khả, nhớ em chết đi được, mau đến để anh ôm cái nào. Thượng khải hiểu, quân cơ sứ vừa ban hành lệnh bắt giữ cấp cao, mời cậu lập tức trở về tiếp nhận thẩm vấn với chúng tôi. Ôi vãi, thả tôi ra, đây chính là cách chào đón anh hùng của mấy người hay sao hả? Chuyện gì thế này, tiểu thư yên tâm đi, quân cơ sứ hẳn là chỉ hỏi vài câu đơn giản mà thôi. Dù sao cô ra phước lớn mạng lớn, có thể sống sót ở trong thú triều đã là kỳ tích của kỳ tích rồi. Nếu như Thượng Khải Hiểu đã trở lại rồi, vậy thì tang lễ hủy bỏ. Thầy cho từng lớp trở về lên lớp đi. Anh hùng nhân dân bất diệt. Phòng thẩm vấn của quân cơ sứ. Vậy nên ý cậu là Bạch Miên là gián điệp ca bố trí ở trong học viện ư? Thiết bị xua đuổi dã thú đã bị phá hoại do trợ thủ của cậu ta làm ư? Đúng thế, trợ thủ của Bạch Miên vốn là tên Đỗ Khắc. Cậu ta cũng sinh ra ở khu nhà nghèo cơ thành giống tôi. Nói vậy thì bài kiểm tra nhập học học viện có người động tay động chân, tài liệu ghen bị đánh cắp, có thể đều có liên quan đến bọn họ. Được rồi, tôi sẽ báo lại với cấp cao, với cấp trên để tiến hành điều tra. Còn nữa, hôm đó sau khi cậu thoát chết từ trong thú triều, lại đi đến địa bàn của Cương Thi, nên mới mất tích ư? Đúng thế, nhưng mà Cương Thi đó bất ngờ tấn công tôi. Tôi liền chân phải đá một cước, chân trái đạp một cái, chỉ vài chiêu đã dọa bọn chúng chạy mất rồi. Võ thuật hoa hạo. Tiếp hóa phát. Có quá nhiều điểm đáng ngờ. Theo như tài liệu, cậu chỉ là một dị nhân hệ cơ thể, có trị số tiềm lực tương đối cao mà thôi, sao lại có thể đánh bại được cả một đội quân Cương Thi cơ chứ? Còn nữa, nếu như cậu đã xông vào lãnh địa của Cương Thi, có nhìn thấy vua của dị thú ở trong truyền thuyết hay không? Có nên nói chuyện vô tình gặp được nữ vương Cương Thi cho phía quân đội không nhỉ? Thôi bỏ đi, kéo lại có phiền phức không đáng có. Chẳng thấy gì cả, sau khi đánh bại Cương Thi, tôi vội vàng chạy khỏi đó, sau đó thì lạc đường mãi mới trở về được. Tiện thể nói luôn, tôi còn là dị nhân ba hệ. Gì cơ, dị nhân ba hệ? Nhưng ở trong lịch sử thức tỉnh của loài người, số dị nhân song hệ đã có thể nói là vô cùng hiếm thấy rồi. Nếu như vậy, nếu thật sự là như thế, vậy thì tất cả những điểm đáng ngờ đó đều có thể thông suốt được rồi. Người đâu, mau đưa cậu ta đi kiểm tra. Mau theo tôi đi kiểm tra. Đạ mú, lại nữa. Không lâu sau. Gì cơ, Trương Khả Hiểu là dị nhân ba hệ, chỉ số tiềm lực đột phá 70, là thiên tài trong thiên tài. Mau đi chuẩn bị, chỉ huy muốn đích thân chủ trì lễ tuyên dương. Thông báo, mời mọi người mau chóng đến hội trường lớn tập hợp. Lại phải đến hội trường sau, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Anh hùng rạng rỡ quốc gia, công bằng hậu sinh chấn hoa hậu, sống phong giết địch dũng sĩ ta. Trong nhiệm vụ ngoại thành lần thứ 1827, nghĩa cử anh dũng của Thượng Khải Hiểu ai ai cũng thấy, không chỉ giúp cho quân đội thành công sửa chữa lại thiết bị xua đuổi ma thú, mà còn lập được chiến công hiển hách, mà còn là dị nhân ba hệ cực kỳ hiếm thấy. Hiện giờ xin mời mọi người cho một tràng pháo tay nhiệt liệt nhất để chào mừng anh hùng của chúng ta. Ây, không hổ là mình. Trong thể diện khí thế đãi ngộ này, lần này muốn khoác lác cũng có căn cứ rồi. Anh Thượng uy vũ bá khí, sau này em chính là fan hâm mộ số 1 của anh. Dị nhân ma hệ, có thể học cùng anh Thượng là vinh hạnh cả đời này của mình. Ơi, nói không chừng là dùng thủ đoạn bằng môn tà đạo gì đó cũng nên, quạ đen như cậu ta sao có thể trở thành Phượng Hoàng được chứ? Mình không muốn ăn cứt đâu. Dị nhân ba hệ giỏi thật, đúng là trường giang sóng sau sâu sóng trước. Đúng thế, hoa hậu, không, nói không chừng là cả thế giới loài người được cứu rỗi rồi. Tham mưu trưởng, thượng tá. Ban học thượng, nếu như không ngờ có nghĩa cử anh dũng của cậu, sợ rằng chúng tôi sẽ tổn thất càng nhiều quân lính hơn nữa. Vậy nên xin hãy nhận lấy vinh dự này, tôi đại diện cho quân đội hoa hậu cảm ơn cậu một lần nữa.
Cảm ơn cô, tôi nhất định là sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người, tiếp tục cống hiến cho công cuộc chống lại dị thú của loài người. Nhờ, mẹ vợ đã thừa nhận mình rồi. Chẳng phải là sẽ... Cách rước hấn khả về rình càng gần thêm một bước hay sao? Chuyện này tuyệt quá đi. Anh Khả hiểu, chúc mừng anh đã được tuyên dương vinh dự, bó hoa này tặng cho anh. Hân Khả xin lỗi, khoảng thời gian này đã để em phải lo lắng rồi, anh đã trở về rồi. Gặp nguy không loạn, có trách nhiệm, đúng là thiếu niên trí lớn. Nếu như Hân Khả nhìn chúng cậu nhóc Thượng Khả hiểu này rồi, vậy thì cứ kéo dài hôn sự của nó và quân thiếu đã vậy. Thượng Khả hiểu coi như là may mạng lớn, lần này thuyết phục gì gả Hân Khả cho quân thiếu khó rồi đây, phải nhanh chóng báo chuyện này cho quân thiếu mới được. Thông báo, một kỳ huấn luyện đã kết thúc. Các học sinh sẽ có 3 ngày nghỉ để điều chỉnh lại trạng thái, sau đó sẽ trở lại học viện báo cáo. Có 3 ngày nghỉ vậy thì tốt quá. Lần huấn luyện này của trường học tổng cộng, là có 3 kỳ. Hân Khả, 3 ngày tới em có muốn đi đâu chơi hay không? Chỉ bằng chúng ta cứ dứt khoát ở trong ký túc tu luyện, hay là hăng say 3 ngày 3 đêm mô phỏng chiến đấu 300 hiệp đi. Lần trước sau khi thực chiến, anh đã thức tỉnh cơ năng giúp tăng cường thính giác và thị giác. Thời gian này tu luyện hẳn là có tác dụng rất lớn ở trong việc hỗ trợ đề cao năng lực của anh. Trong nhà của em có chuyện muốn em về nhà một chuyến, tiện thể có thể lấy thêm một ít thiết bị giữ mạng nữa. Còn việc tu luyện gì đó thì để bao giờ về trường muốn làm lúc nào cũng có thể. Vậy được thôi. Thượng tiên sinh, thật ra tôi cũng có thể thay tiểu thư giúp ngài tu luyện. Tôi muốn tu luyện hăng say 3 ngày 3 đêm với ngài để giúp ngài đề cao thực lực lắm. Khu nhà nghèo ở Cơ Thành. Tin sốt dẻo đây, thiếu úy danh dự của chúng ta Thượng Khả Hiểu đã trở về rồi. Mọi người mau ra đón tiếp đi nào. Tôi đã xem buổi lễ tuyên dương tiên tri trên TV rồi, tuổi còn trẻ mà đã có quân hàm, đúng là giỏi thật đấy. Đúng thế, không ngờ khu nhà nghèo chúng ta lại có một người vào được trường quân đội, đúng là làm rạng rỡ tổ tông. Đứa bé này từ hồi nhỏ tôi đã thấy nó tài giỏi rồi. Cậu đã thích ai chưa? Cưới cả hai chị em gái của con tôi. Chị em gái con tôi về đi. Thím Trương à, tấm lòng này cháu xin nhận. Nhưng chuyện này để sau hãy nói, cháu trở về cửa tiệm trước đã nhé. Bởi vì chiến tranh, tỷ lệ tử vong của nam giới không ngừng tăng lên. Nên 20 năm trước đã cho phép thi hành chế độ một chồng nhiều vợ để tăng dân số. Ôi chao, tên nhóc này yêu cầu quá cao đi, lại còn muốn để sau hãy nói nữa. Thôi được, để sau hãy nói cũng được. Chẳng lẽ nào mình nói gì sai rồi sao? Có phải nhà thím Trương đã hiểu lầm gì rồi hay không? Tiệm cắt tóc 500m. Khó khăn lắm mới trở về được một chuyến, vì để chúc mừng tôi tham quan tiến chức, 3 ngày tới tất cả các dịch vụ của tiệm cắt tóc sẽ giảm giá một nửa. Được thôi, hôm nay anh massage tiếp cho người ta đi nhé. Thủ pháp của anh khiến người ta thấy thoải mái lắm. Mọi người xếp hàng đi, từng người vào một. Việc làm ăn phát triển mạnh, sau khoảng thời gian rèn luyện này, thủ pháp kỹ thuật gì gì đó đều tốt hơn hẳn rồi. Hôm nay bạn thật đấy, mọi người nhiệt tình ghê. Muộn vậy rồi là ai đó, tiệm cắt tóc đã đóng cửa rồi. 8 giờ sáng mai sẽ mở cửa. Cô giáo, sao cô lại đến đây thế? Thượng Khả Hiểu, trước đó khi ra ngoài làm nhiệm vụ em đã biến mất một tuần, bỏ lỡ bài thi cơ sở lý luận cuối cùng của một kỳ. Vậy nên tôi cố ý hỏi giáo quan địa chỉ chỗ em ở, để đến dạy bù cho em. Mời cô ngồi, cô chờ em một chút, em đi rót cho cô cốc nước. Muộn như vậy rồi, để mấy ngày nữa không được hay sao? Mình đúng là số khổ mà. 5 loại hình lớn của dị nhân. Một, dị nhân nguyên tố, có thể hóa những nguyên tố ở trên thế gian này thành vũ khí sắc bén để tấn công. Phong vũ lôi điện hỏa, không gì không thể dùng được. Cường giả có thể dùng hình thức sinh mạng để tiến hành chuyển biến, tức là giữ lại hình người hoàn chỉnh, chỉ nguyên tố hóa trong cơ thể. 2. Dị nhân cơ thể, các bộ phận của cơ thể dị hóa, tăng cường sức mạnh thể chất, có năng lực biến hình ở một vài phương diện nào đó ở trong cấu trúc dạng con người, ví dụ như là làm cứng xương cốt, cánh tay vươn dài bành trướng, thậm chí có thể thay đổi dáng vẻ vốn có. 3. Dị nhân cơ năng, các tính năng của cơ thể con người được khai thác phát triển đến một mức độ rất lớn. Cụ thể những phương diện như là tốc độ, lực lượng, thính giác, khứu giác đều được tăng cường mạnh mẽ. 4. Dị nhân tư duy, trong lúc chiến đấu có một bộ não bình tĩnh, linh hoạt, có năng lực tính toán và chủ tính hoạch định cao, gần như là có thể khai phát ra và phát triển chức năng của bộ não một cách triệt để. 5. Dị năng niệm lực, sử dụng tinh thần lực để thao túng vạn vật. Tinh thần lực càng mạnh, năng lực thao túng cũng càng mạnh, thậm chí có thể điều khiển dị thú chiến đấu. Buồn ngủ quá đi,
Thượng Khả Hiểu là dị nhân ba hệ hiếm có, nếu như có thể thành công lấy đường DNA của cậu ta, nói không chừng là có thể tối ưu hóa gen của đời sau của mình. Nếu như có một bé con ba hệ, vậy thì địa vị của mình ở trong gia tộc sẽ vững chắc rồi. Xin lỗi cô, em không cẩn thận ngủ quên mất. Hôm nay đã bận rộn cả một ngày trời, trạng thái tinh thần gì gì đó đều không ổn lắm. Ngủ quên. Vậy thì không được. Nếu như em không theo kịp tiến độ của lớp cơ sở lý luận, vậy chẳng phải là trách nhiệm của tôi hay sao? Tiếp theo đây tôi sẽ dạy em môn sinh học. Cô ơi, bình tĩnh một chút, em vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý. Chuyện gì thế này? Đây là đâu vậy? Vãi trưởng, em sống 20 năm trời cũng không hề phát hiện ra bên dưới của tiệm cắt tóc này có một căn mật thất đấy. Nơi đó có một chiếc giường bị khóa ở. Em không biết là nhà em có mật thất ở. Đương nhiên là không biết rồi ạ. Xem thử xem bên trong có gì hay không, nói không chừng là bên trong là vật báu gia truyền của tổ tiên nhà họ Thượng bọn em để lại cũng nên. Mở khóa chuyên nghiệp 20 năm. Bóng đen hình kéo, đây chẳng phải là huy hiệu của gia tộc ám sát hay sao? Vậy nên bức thư này rốt cuộc là... Thứ 6 ngày mùng 5 tháng 6, trời lắng, chúng tôi đi lạc vào trong một khoảng không gian. Những cảnh tượng bọn họ đã để lại nói cho chúng tôi biết nơi này là tàu con thoi của hợp thể tinh nhân. Có thể biết được đại khái, tia sáng sẽ giáng xuống trái đất chính là tia sáng của phép tắc phù hợp vũ trụ chiếu xuống loài người sau khi không gian vũ trụ xuất hiện vết nứt thì phải. Sở dĩ tia sáng này có thể khiến cho sinh vật ở trên trái đất trở lên mạnh hơn là vì cơ chế phù hợp của phép tắc phù hợp vũ trụ. Khi thế giới vĩ độ cao sắp mở ra một thông đạo không gian để khóa thế giới vĩ độ để khóa thế giới vĩ độ thấp tấn công, phép tắc phù hợp sẽ chiếu sáng thông qua khe nứt của thông đạo để đề cao cấp bậc năng lực của sinh vật ở thế giới vĩ độ thấp. Nhưng chỉ là đẳng cấp, ví dụ như người có chỉ số tiềm lực 70 ở trái đất vẫn luôn yếu hơn những người có chỉ số tiềm lực 70 ở thế giới vĩ độ cao. Bởi vì vấn đề truyền thừa huyết mạch, trái đất chỉ vừa mới tiến hóa, phần lớn mọi người đều là tiến hóa giai đoạn 1, có thể so sánh với khi chơi game, hai người chơi cùng một cấp bậc. Nhưng mà trang bị chiến đấu, kỹ năng, pháp bảo và các cấp bậc chức nghiệp đều kém hơn rất nhiều. Chúng ta là chiến sĩ cấp 10, còn đối diện là ma chiến sĩ cấp 10 tiến hóa của giai đoạn 3. Đây chính là sự cách biệt cực lớn về truyền thừa huyết mạch. Khi bọn tôi thấy tuyệt vọng về vận mệnh của trái đất, cảnh tượng lại bắn ra một tia sáng lên bụng người vợ mới thử vừa mang thai của tôi. Cảnh tượng nói cho tôi biết đây là truyền thừa huyết mạch của hợp thể tinh nhân, một năng lực khác của phép tắc phù hợp vũ trụ được khởi động, tương đương với một gói quà tân thủ. Khi tinh cầu vĩ độ cao tấn công tinh cầu vĩ độ thấp, phép tắc phù hợp vũ trụ sẽ tiến hóa đưa huyết mạch trí tôn của vĩ độ khác, của vĩ độ cao khác đến cơ thể người được chọn của tinh cầu vĩ độ thấp một cách ngẫu nhiên, đồng thời tặng cho tinh cầu vĩ độ thấp 300 năm thời gian cách biệt để phát triển, tương đương với thời kỳ bảo vệ của người chơi mới. Đồng thời, cảnh tượng còn nói rằng huyết mạch trí tôn tự mang công pháp hợp thể của hợp thể tinh nhân sẽ khác với những công pháp khác. Cần buộc phải hợp thể với người khác mới có thể đề cao năng lực, mặc dù bọn tôi cũng không biết rốt cuộc là đã gặp phải cái gì, bởi vì bọn tôi vẫn cần phải đi hoàn thành nhiệm vụ mai phục tổ chức ca của tổ chức giao cho, chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì báo cáo lại cho tổ chức. Ca, trước khi chết Đỗ Khắc đã từng nhắc đến người này. Hóa ra bố mẹ của mình đi mai phục bị mất tích. Mình có huyết mạch trí tôn, vậy chẳng phải còn là đỉnh hơn cả nữ vương hay sao? Chẳng trách mình cảm thấy năng lực của mình thức tỉnh lại không giống với những người khác. Cơ năng khác chỉ có thể cảm ứng phát hiện ra năng lượng của dị nhân, mà mình thì lại có thể tự do nhìn thấu. Muốn đề cao năng lực thì phải hợp thể với nữ thần ơi. Vậy sau khi hợp thể với nữ thần, mình vô địch hay sao? 300 năm sau á, mình có thể sống đến tận 300 năm sau hay không? Vẫn nên giải quyết vấn đề trước mắt đã thì hơn. Cặp vợ chồng ở trong bức ảnh này hình như là mình đã từng thấy ở đâu đó rồi. Theo nội dung thư thì trái đất của chúng ta vẫn còn nguy cơ lớn ở. Tên nhóc này có thể có huyết mạch trí tôn hay sao? Chẳng lẽ còn mạnh hơn cả huyết mạch của vua dị thú thức tỉnh giai đoạn 2 hay sao? Nếu công bố ra ngoài thì hẳn là tên nhóc này sẽ bị đưa đi nghiên cứu. Vậy thì mình chẳng có được gì cả nữa rồi. Mấy trăm năm sau gặp phải chuyện gì cũng không có liên quan gì với mình. Nếu như chồng mình vì chiến đấu mà mất đi năng lực, bọn mình sẽ phải đối mặt với nguy hiểm bị cướp hết mọi thứ. Vậy nên mình buộc phải có được tên nhóc này, đúng là không uổng công đi một chuyến tối nay. Cô ơi, chuyện này mong cô có thể giữ bí mật giúp em. Còn nữa, chỉ cần em thỏa mãn yêu cầu của tôi. Chẳng những tôi có thể giúp em giữ bí mật mà còn có thể giúp em điều tra manh mối về bố mẹ của em. Chồng tôi là cán bộ cùng quốc an đấy.
3 ngày sau lớp cơ sở lý luận dị thú. Trong thư bố mẹ nói rằng bọn họ xâm nhập vào tổ chức điều tra rồi. Mà Bạch Miên lại là gián điệp trốn ở trong học viện, chắc chắn là có liên quan với ca. Lần này phải đối mặt với một tổ chức lớn mạnh như vậy, mình không thể nào bùng bột như trước đây nữa. Nếu không thì có chết cũng không biết là chết như thế nào. Trước tiên cứ vờ như là không biết gì đã, bắt đầu ra tay từ Bạch Miên. Chào buổi sáng các em, trước khi kỳ 2 của chúng ta bắt đầu, tôi muốn giới thiệu một học sinh mới của lớp ta. Cậu ấy chính là con trai của Thượng tướng quân Sự Hoa Hậu Lý Bìu. Mong rằng mọi người có thể hòa thuận với nhau. Chào mọi người có thể gọi tôi là anh Bìu. Sau này toàn thể nữ sinh lớp 3, anh Bìu đây đều sẽ chăm sóc hết. Quân thiếu là công tử quân Việt Hoa Hậu. Tài sản cả mấy trăm tỷ đấy, nhân vật lớn như vậy mà lại chuyển đến lớp của chúng ta hay sao? Trời ạ, quần áo và vòng ở trên người của cậu ấy đều là bảng giới hạn toàn cầu đấy. 1.500 vạn. Cô gái đó là đối tượng kết hôn mà bố chọn cho mình sao? Nghe nói năng lực của cô ta thức tỉnh là dị năng niệm lực hiếm có nhất. Hơn nữa cô ta còn là loại mà mình chưa từng chơi thử nữa. Với năng lực tiền tài của mình chắc chắn là có thể lấy được lần đầu tiên của cô ta. Đến lúc đó năng lực của cô ta chính là năng lực của mình rồi. Lý Bìu, sao anh lại vào học viện rồi? Mình từng nghe anh họ nói về anh ta, nhưng mà hình như trước đó anh ta không phải là dị nhân mà. Trong buổi học, cái tên thiếu gia làm màu kia cứ nhìn chằm chằm Hân Khả làm gì vậy? Mình phải tìm cơ hội để dạy cho anh ta một bài học mới được. Khả Hiểu, ngây ra đó làm gì đấy? Hôm đó vẫn chưa kịp dạy bù cho em. Chờ sau khi tan học xong thì đến văn phòng của tôi một chuyến. Vâng thưa cô. Không biết là bà cô này lại có chủ ý gì đây? Hiện giờ đúng là nguy cơ tứ phía. Hân Khả, anh học bù xong sẽ trở về. Em với Tư Giao về trước đi. Được thôi, vậy em về ký túc xá đợi anh nhé. Cô ơi, sao dạo gần đây giáo sư Bạch Miên không lên lớp nữa vậy ạ? À? Bạch Miên à, khoảng thời gian trước anh ta nói mình không khỏe, vì vậy đã xin nghỉ về nhà để điều dưỡng rồi. Được rồi, mau nằm xuống đi, bắt đầu học bù rồi. Về nhà rồi, hừm, đúng là gian xào thật đấy. Thế nhưng cứ chờ mà xem, cái đuôi cáo của anh sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị tôi tóm được thôi. Lúc này bên phía của Hân Khả. Ây, sao chân người lại có cánh hoa hồng rơi thế? Tiểu thư, mau nhìn bên đó đi. Hành động nguy hiểm xin đừng làm theo. Hân Khả tiểu thư, tôi đã chờ em ở đây rất lâu rồi. Tôi chuyển trường chính là để đến gặp em. Hôm nay tôi đã chuẩn bị cho em một món quà gặp mặt đặc biệt. Quân thiếu đúng là người thâm tình nhất Hoa Hậu. Anh Bill, nếu như người anh thích là em thì tốt rồi. Em cũng có thể sinh bé con cho anh. Mời nhìn. Ôi, tên nửa đạn đạo. Đây là tên nửa pháo hoa mà tôi đã bảo chuyên gia chuẩn bị dành riêng cho Hân Khả tiểu thư đấy. Chuyện nhỏ, xem tôi có khiến em mê mệt hay không. Một chiếc tên nửa 1.000 vạn. Hân Khả tiểu thư gả cho tôi đi. Ngày mai chúng ta sẽ kết hôn động phòng. Thật ngại quá quân thiếu, tôi đã có người mình thích rồi, xin đừng bám lấy tôi nữa. Nhẫn kim cương bản giới hạn toàn cầu, giá bán 9.999 vạn. Lâm Hân Khả, cô đừng có mà không biết điều như thế. Anh Bill đã nói như vậy rồi. Đúng thế, nếu như có người tỏ tình như vậy với tôi, tôi đã cảm động phát ngất lâu rồi. Lại còn ở đó mà giả vờ thanh cao gì chứ. Này Lý Bìu, anh đừng có bám lấy Hân Khả nữa. Anh không thấy là cô ấy không muốn hay sao? Khả Hiểu, cuối cùng anh cũng đến rồi. Lâm Hân Khả, người thích em không phải là cậu ta đấy chứ? Loại tạp chủng ngay cả bố mẹ cũng không có. Chẳng qua chỉ là một con chó hoang sống ở khu nhà nghèo thấp kém mà thôi. Em theo tôi, có quyền có thế gì cũng có thể cho em. Anh có thể nói tôi nghèo, nhưng mà không được tùy tiện sỉ nhục bố mẹ của tôi. Ây, chó hoang nổi lóng rồi đấy à? Chẳng phải là tôi nói sự thật hay sao? Đồ quỷ nhà cậu cũng không tự tìm một bãi xoay lại mình đi. Muốn tiền không tiền, có mỗi cái mạng quen lấy gì để theo đuổi đại tiểu thư Hân Khả cơ chứ? Lý Bìu, gia tộc của tôi, vì gia tộc nên tôi mới nhịn anh đến bây giờ. Mời anh lập tức xin lỗi bạn trai tôi Thượng Khả Hiểu, nếu không dù có bị đuổi ra khỏi gia tộc, tống vào ngục giam, tôi cũng phải chém chết anh. Anh Khả Hiểu, lúc nào làm tôi vui, vào những lúc tôi buồn, chọc cho tôi cười, khi tôi thất vọng thì cổ vũ khích lệ tôi, là người bạn tâm giao của tôi, cũng là ánh sáng trong cuộc đời của tôi. Cuộc đời là một cuộc chạy đua, người ta không quan tâm đến việc em chạy nhanh đến đâu, mà em có chạy mãi về phía trước được hay không. Hân Khả đừng nản lòng, dũng cảm xông lên. Mặc dù sinh ra ở khu nhà nghèo, nhưng anh ấy mang trong mình lý tưởng hoài bão lớn lao, còn thường kể cho tôi nghe những chuyện vui mới mẻ. Không giấu gì em, tổ chức của anh là gia tộc ám sát thần kéo đấy. Một cây kéo diệt trừ kẻ gian, tiểu nhân, san bằng những chuyện bất bình ở trên thế gian. Tương lai anh cũng phải kế thừa và phát huy vinh quang của gia tộc, trở thành một anh hùng.
Trong những bài huấn luyện cường độ cao hết ngày này qua ngày khác, anh Khải Hiểu đã mang đến cho tôi niềm vui của cuộc sống. Mỗi ngày anh ấy khoác lác chính là thời gian vui vẻ nhất trong ngày của tôi. Tôi dần dần nhận ra anh ấy là màu sắc rực rỡ duy nhất trong cuộc sống của tôi. Anh nhìn thấy một con dị thú siêu to khổng lồ cao tận 300 mét. Anh chỉ dùng một nhát thôi đã có thể cắt đứt cặp chuông 50 mét của nó, sau đó mang về nhà nướng lên bồi bổ. Thú vị đến vậy sao? Không ai được phép ức hiếp anh Khải Hiểu của tôi. Lần đầu tiên nghe thấy tiếng lòng của Hân Khả, không ngờ cô ấy lại thích mình như vậy. Thế nhưng hóa ra cô ấy biết mình là mình khoác lác à? Ngại ghê, nhưng mình thật sự là truyền nhân của gia tộc ám sát. Xin lỗi, thật suối quẩy, hôm nay không mang theo thuốc tiêm cường hóa, tưởng rằng có tiền là có thể xử lý ngon ơ. Sớm muộn gì mình cũng sẽ có phải. Mình cũng sẽ có được Hân Khả, có được lần đầu tiên của cô ta, lấy được năng lượng của cô ta rồi sẽ nhiệt tình vứt bỏ cô ta. Văn phòng học sinh. Lại chuyện gì thế hả? Sao em họ của cậu lại dây dưa với một tên Hà Mã thế? Quân thiếu bất giận, Hân Khả chẳng qua chỉ là nhất thời bị ma xui quỷ khiến. Bố ngài quyền cao chức trọng, việc tiêu diệt một tên chuột nhắt chỉ là chuyện phút mốt mà thôi. Cậu nói thì nghe hay lắm, khoảng thời gian trước dỗ lên tin nhóc này là dị nhân ba hệ, dù là bố tôi cũng không tiện ra tay. Tóm lại, phải nghĩ cách để giải quyết con rắn đó mới được.